quý vị, trong những ngày này, khi dịch COVID-19 lan trên khắp thế giới, hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có người mắc bệnh. Tâm dịch đã dịch chuyển từ điểm khởi phát là Vũ Hán, Trung Quốc, sang đến Ý, Tây Ban Nha của châu Âu, rồi lan sang Mỹ. Thế nhưng tại châu Á, có một đất nước nhỏ bé và xinh đẹp vẫn giữ được sự bình yên. Lãnh đạo của đất nước này đã nhanh chóng ban hành lệnh đóng cửa nhập khẩu ngay sau khi phát hiện ca nhiễm thứ hai, đó chính là Bhutan. Bhutan được mệnh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, nơi tinh thần tri túc của Phật giáo thấm nhuần vào lối sống từ lãnh đạo cho tới người dân. Dù nhỏ bé và khiêm tốn, nhưng vương quốc Bhutan được thế giới biết tới vì đã đem lại cái nhìn mới trong việc đánh giá hạnh phúc của con người qua khái niệm tổng hạnh phúc quốc dân thay vì tổng thu nhập quốc nội. Dân số ở Bhutan là 670.000 người, toàn dân theo Phật giáo. Chùa chiền ở Bhutan rất mộc mạc, không giống như cung Potala Tây Tạng, màu sắc rực rỡ, mà là nơi hết sức thanh tịnh, yên bình, hòa giữa thiên nhiên. Có nhiều tự viện dành cho tu tập, hạn chế không cho du khách vào tham quan. Trước khi vào chùa phải cởi giày, không được mang máy chụp ảnh và không được nói chuyện ồn ào, cũng như có những hành vì không phù hợp để tôn kính. Cũng vì lẽ đó mà khác với các nước phương Tây, con người cảm thấy thỏa mãn khi được sở hữu những món đồ hộp thời trang, thiết bị hiện đại và đắt đỏ. Còn ở Bhutan, người dân ở đây biết cách cân bằng giữa việc sở hữu về tài sản với sự hạnh phúc về tinh thần. Thậm chí, họ không cảm thấy buồn bực nếu không có trên tay chiếc điện thoại đời mới. Đối với người dân ở vương quốc này, được sống là điều hạnh phúc nhất. Ngoài ra, bảo vệ môi trường là triết lý sống của quốc gia. Trẻ em ở Bhutan được dạy cách bảo vệ môi trường và kỹ thuật nông nghiệp cơ bản. Người dân nơi đây quan niệm những đứa trẻ cần có kiến thức về môi trường như việc đạt điểm cao, bảo tồn tự nhiên trở thành một trong những điều quan trọng của chỉ số hạnh phúc nơi đây. Một nửa đất nước của họ là công viên quốc gia, người dân cảm thấy hạnh phúc khi sống trong điều kiện như vậy. Môi trường sống sạch sẽ là điều kiện để người dân Bhutan phát triển đời sống tinh thần.